Nông dân thị xã Sapa đang vào đợt thu hoạch lứa lá atiso thứ 3 trong niên vụ 2023-2024. Năm nay, giá thu mua lá atiso là 2.300 đồng 1 kg, tăng 300 đồng so với năm trước. Thị xã Sapa hiện có 60 hecta atiso, mỗi niên vụ được thu 8 lứa lá, trung bình 25 ngày trên một lứa. Toàn bộ lá cây atiso của nông dân sau thu hoạch được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chafaco Sapa thu mua với giá 2.300 đồng 1 kg. Mức giá này cao hơn niên vụ trước là 300 đồng 1 kg, nên nhiều hộ đầu tư thêm phân bón để tăng năng suất. Trung bình mỗi năm, công ty thu mua hơn 2.500 tấn lá atiso của nông dân Sapa, giá trị khoảng 6 tỷ đồng. Sau khi thu hoạch lá bán cho công ty, người trồng còn được bán hoa cổ thân cho thương lái hoặc khách du lịch, tạo nguồn thu tương đương bán lá. Đầu ra ổn định, giá sản phẩm cao là động lực để bà con yên tâm phát triển cây dược liệu này.